mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc bản full sản xuất năm 2020 đăng ký 2021 Honda HRV có ngoại thất là màu trắng được bác chủ đi sự khăn rất là giữ gìn cũng như là bảo hỏa dưỡng định kỳ trong hãng nên anh chị và các bạn có thể kiểm tra check test đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn cả hạng mục xe không bị đâm va không bị ngập nước bao check test mọi nơi trên toàn quốc có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Dương Minh Auto số 712 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn có cần trải thử, à, nghiệm lái thử, mình có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe anh chị nhé. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết hệ thống bóng đèn LED, với giải đèn LED định vị, đèn gầm dạng LED. Những cái chi tiết đường LED tạo lên cái vẻ cuốn hút khi nhìn vào đầu xe rồi là những cái đường nét sơn xi mép lối mép cản của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ hoàn hảo cao với mâm trang bị uh, mâm hộp kim cánh lá gió Đấy, anh chị bạn có thể thấy trông nó rất là lôi cuốn những dàn nốt của chiếc xe vẫn còn rất là dày dặn đơn vị khi bán xe ra cho anh chị và các bạn đã kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục rồi nên uh, rất là tự tin những cái sản phẩm bán ra và luôn khuyên khách hàng hãy mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check test qua, đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này. Với hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, dán kính, thảm trải sàn, ve che mưa, ốp chống xước cánh cửa được trang bị đầy đủ. Với hàng ghế thứ hai thì khi cái phần tay nắm cửa nó được giấu lên phần ở phần đuôi của xe anh chị nhé, trông nó rất giống như cái mẫu xe của Honda, mẫu Acura đây là những cái chi tiết anh chị và các bạn có thể tham quan về cái không gian chứa đồ của chiếc xe với một cái không gian khá là rộng rãi những chi tiết đỉ cốp của chiếc xe nó vẫn giữ được độ mới do quá trình sử dụng bác chủ không có chứa đồ nhiều nên chất lượng cái phần này nó vẫn giữ được độ mới và độ nguyên bản cao nốp sơ cua vẫn còn mới nguyên này rãnh nốp rồi là những cái chi tiết sơn xi si của nhà sản xuất những đường chỉ tất cả các chi tiết về lòng cốp không hề có hiện tượng bị đâm va hay thay thế gì cả. Và chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe hệ thống cam hành trình trước sau đầy đủ rồi. Ghi lại cái lịch sử di chuyển quãng đường cho anh chị và các bạn có thể là và đảm bảo cho anh chị và các bạn khi cần đến cái đoạn phim trong quá trình di chuyển. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chỉ 8,8 lít cho đường trong đô thị thôi. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc với khối động cơ máy 1.8 một chiếc gầm cao 5 chỗ với cái tầm giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ khoảng hơn 600 triệu thôi hơn 600 một chút thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi đấy cái cánh cửa nó được thiết kế rất là độc lạ nhiều anh chị và các bạn mà không để ý là mình cũng không biết được cánh cửa nó làm ở chỗ nào đây là những cái phần hệ thống keo chỉ cũng như là phần tinh tán tất cả các chi tiết này đều quay rõ ràng cho anh chị và các bạn dễ tham quan những cái phần ốp chống xước rồi là những phần ghế ngồi, tất cả các chi tiết, đường led của chiếc xe. Anh chị và các bạn có thể khám phá đây. Với hệ thống ghế da của chiếc xe trang bị là hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi, tạo cái sự thoải mái cho người ngồi, cửa sổ trời toàn cảnh giúp cho cái không gian bên trong nó sẽ thoáng đãng hơn. Đấy, anh chị bạn có thể thấy, những tiện nghi option của chiếc xe này nó trang bị rất là nhiều. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, túi khí an toàn, hệ thống phanh ABS, EBD, đầy đủ và một số tính năng hỗ trợ người lái đầy đủ hết. Xe cũng có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Eco, phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương, rồi những cái phần chi tiết keo chỉ, những cái đường nét để đánh giá được chất lượng của chiếc xe em đều quay rõ cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng tham quan. Anh chị và các bạn cần xem kỹ ở phần nào hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết. Xe thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Về thời gian vay lãi suất cụ thể chi tiết như nào thì các bác có thể là kết bạn zalo em sẽ gửi đầy đủ chi tiết cho các bác có thể tham khảo màn hình giải trí à, màn hình giải trí này rồi các phím bấm điều chỉnh được thiết kế cảm ứng trong nó hiện đại hơn khoanh tay điện tử Bạch rồi là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng để lộ start top các tiện nghi option của chiếc xe một chiếc xe rất là đẹp bác chủ đi khá là giữ gìn vô lăng tích hợp có sách cruise tăng chỉnh âm lượng đàm thoại và phía sau vô lăng thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn lễ chuyển số thể thao cùng với hệ thống đèn auto gạt mưa auto và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi vào chi tiết về hệ thống khối động cơ của chiếc xe này với cái khối động cơ chiếc xe sử dụng máy 1.8 với cái khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng khá là ổn định và tiết kiệm các chi tiết ốc ác của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản như này chưa hề có tác động của bên ngoài tháo dã hay thay thế gì cả từ những phần ốc thanh răng mấu nối của chiếc xe và với chiếc xe Honda CRV à, xin lỗi các bạn là Honda HRV phiên bản N cao cấp nhất sản xuất năm 2020 đăng ký 2021 nhập khẩu nguyên chiếc hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó vô cùng hợp lý chỉ khoảng hơn 600 một tí thôi là anh chị các bạn có thể sở hữu rồi có hỗ trợ các thủ tục như là mua xe trả góp giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm đến hết video và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ